Quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để làm nhiệm vụ airdrop và nhận cái token. Rồi, trước hết quý vị hãy vào địa chỉ website mà KTV sẽ để bên dưới video này. Rồi, quý vị kéo màn hình xuống này. Ở đây quý vị điền nick Telegram của quý vị. Quý vị nhập địa chỉ ví MetaMask, ví nó chạy trên ERC-20 đấy ạ. Hôm nay quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị. Rồi quý vị bấm vào Understand, quý vị chọn Sign Up. Tiếp theo quý vị hãy vào email để check mail, để xác nhận email. Rồi quý vị chọn confirm email này. Rồi ok, vậy là đã xong đấy ạ.